Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Unit 4, Community Services, những dịch vụ cộng đồng. Lesson 2, trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần Lesson 2. Sau bài học này, em có thể talk about things we did to help our community. Nói về những điều chúng ta làm để giúp đỡ cộng đồng. Use the past simple with regular verbs. Sử dụng thì quá khứ đơn với những động từ có quy tắc. Conversation skill, kỹ năng giao tiếp. Introducing a topic, giới thiệu một chủ đề. Trước khi đến với nội dung chính của bài học, xin mời các em cùng đến với một số từ vựng sẽ xuất hiện trong bài này. Các em cùng nghe đọc lại và ghi chép. Recycle, động từ tái chế. Donate, động từ quyên góp. Clean up, động từ quét dọn. Pick up, động từ nhặt. Garbage, danh từ rác. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung chính của Lesson 2. New words. Listen and repeat. Ở phần này, chúng ta sẽ đến với phần từ vựng. A. Fill the table. Hãy điền vào bảng. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Đầu tiên, chúng ta hãy điền các động từ này vào bảng. Chúng ta có động từ recycle. Recycle là tái chế. Vậy thì tái chế cái gì đó, chúng ta sẽ đưa nó vào phần recycle cans, recycle bottles. Tái chế các cái chai lọ. Tiếp theo từ raise. Từ raise là quyên góp, gây quỹ. Vậy chúng ta sẽ điền vào với money. Raise money. Tiếp theo từ plant. Từ plant là trồng. Vậy chúng ta sẽ nối với plant and plant flowers. Trồng hoa và trồng cây. Donate. Donate là quyên góp. Quyên góp hiến tặng. Hiến tặng. Vậy chúng ta sẽ điền donate all clothes. Hiến tặng sách, quyên góp quần áo cũ. Và clean up là lau chùi, quét dọn. Clean up parks, clean up streets. Lau chùi quét dọn công viên hay đường phố. Bây giờ chúng ta cùng nghe và nhắc lại nhé. 1. Plant trees. 2. Plant flowers. 3. Raise money. 4. Clean up parks. 5. Clean up streets. 6. Recycle cans. 7. Recycle bottles. 8. Donate books. 9. Donate old clothes. Em đã nghe xong. Chúng ta cùng chuyển đến phần B. In pairs. Ask more words to the table. Share your ideas with the class. Làm việc theo cặp. Hãy thêm các từ vào bảng. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với lớp. Từ đây chúng ta có thể thêm một số từ vào bảng. Chúng ta hãy tìm hiểu thông tin. Xem là nếu mà quyên góp hay hiến tặng, chúng ta sẽ quyên góp hiến tặng gì và trồng cái gì, chúng ta viết thêm vào đây. Ví dụ trồng cỏ chẳng hạn, cũng là một cách để chúng ta tiến hành các hoạt động cộng đồng. Quyên góp tiền đúng không? Gây quỹ tiền, raise funds, gây quỹ nói chung chẳng hạn. Refunds, clean up, lau chùi, dọn dẹp bãi biển, beaches. Recycle, tái chế túi nhựa đúng không? Plastic bag, túi ni lông đấy. Và donate, quyên góp, sách vở này, quần áo, quyên góp tiền, ok, money. Vậy thì chúng ta cùng chia sẻ ý tưởng. People can clean up beaches. Mọi người có thể lau chùi, quét dọn bãi biển. Vậy thì chúng ta thêm ý tưởng khác. People can plant trees. Mọi người có thể trồng cây. Em đã xong, chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Listening. Ở phần này chúng ta sẽ chuyển đến kỹ năng nghe. Listen to two people talking. Hãy nghe hai người nói chuyện. What is the purpose of the interview? Vậy mục đích của bài phỏng vấn là gì? Number one, to find out how to giúp đỡ cộng đồng của họ như thế nào. Two, to explain why students should help their community. Để giải thích là tại sao học sinh nên giúp đỡ cộng đồng. Vậy đây là cái nội dung chính như thế nào?
giúp đỡ như thế nào hay là tình hình dài tại sao? Chúng ta hãy cùng nghe lần đầu nhé. Welcome to Teen Talk. I'm talking to Annie Williams. She's a middle school student, and this month, she's been busy helping our community. Hi! So, Annie, let's talk about what you did to help our community. Last month, I donated warm clothes and my old toys. My sister donated some comics. They went to the poor children. Great! What else did you do? Last week, I cleaned up the park near my house. It was dirty, so we picked up the garbage. We also planted flowers and trees there. Now, kids can enjoy playing in the park. Fantastic. Can you tell us about your volunteer work? Well, yesterday, my friends and I volunteered at Fairview Soup Kitchen. Wow, you guys did a great job to help our community. Thank you, Miss White. Em đã nghe xong. Now, listen again and check. Em đã nghe xong, ở phần này có khá nhiều các từ liên quan đến hoạt động mà bạn đã giúp đỡ cộng đồng. Và cái nhân vật của chúng ta là bạn Annie, một học sinh đúng không nào? Vậy đây chúng ta sẽ chọn one, to find out how students help their community. Để xem là học sinh giúp đỡ cộng đồng của họ như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần B. Now, listen and circle. Bây giờ em hãy nghe và sau đó hãy khoanh vào đáp án em nghe được nhé. Welcome to Teen Talk. I'm talking to Annie Williams. She's a middle school student, and this month, she's been busy helping our community. Hi! So, Annie, let's talk about what you did to help our community. Last month, I donated warm clothes and my old toys. My sister donated some comics. They went to the poor children. Great! What else did you do? Last week, I cleaned up the park near my house. It was dirty, so we picked up the garbage. We also planted flowers and trees there. Now, kids can enjoy playing in the park. Fantastic. Can you tell us about your volunteer work? Well, yesterday, my friends and I volunteered at Fairview Soup Kitchen. Wow, you guys did a great job to help our community. Thank you, Miss White. Now, listen again and check. Các em đã nghe xong. Ở đây trường hợp đầu tiên, bạn ý học trường nào đúng không? What kind of school? Thì đây chính là trường middle school, là trường cấp 2 như chúng ta đó. Còn primary school là trường cấp 1 và high school là trường cấp 3. Ở number 2, chúng ta thấy là chị gái, Annie's sister, chị gái của bạn ấy đã quyên góp cái gì? Bạn ấy thì quyên góp toys and clothes, quần áo và đồ chơi, nhưng chị gái quyên góp comics và truyện tranh. Number 3, vậy bạn ấy đã nhặt cái gì? Bạn ấy có nói là bạn ấy có quét dọn một cái công viên, đúng không nào? Ở đấy rất bẩn và bạn ấy đã nhặt rác, garbage. Number 4, ai có thể chơi ở trong công viên? Đó chính là kids, là trẻ con. Number 5, vậy thì Annie làm tình nguyện với ai? Bạn ấy có đề cập là her friends, là những người bạn của mình. Bây giờ các em hãy cùng nghe lại và sau đó chúng ta nhìn vào cái phần script để chúng ta hiểu bài rõ hơn nhé. Welcome to Teen Talk. I'm talking to Annie Williams. She's a middle school student, and this month, she's been busy helping our community. Hi! So, Annie, let's talk about what you did to help our community. Last month, I donated warm clothes and my old toys. My sister donated some comics. They went to the poor children. Great! What else did you do? It was dirty, so we picked up the garbage. We also planted flowers and trees there. Now kids can enjoy playing in the park. Fantastic. Can you tell us about your volunteer work? Well, yesterday, my friends and I volunteered at Fairview Soup Kitchen. Wow, you guys did a great job to help our community. Thank you, Miss White. Now, listen again and check. Bây giờ chúng ta chuyển đến phần C. In pairs, làm việc theo cặp. What kinds of things could you do to help your local community? Vậy thì bạn có thể làm gì để có thể giúp đỡ được cái cộng đồng địa phương của mình? Ở đây thì chúng ta sẽ có một liệt kê cái hoạt động mà chúng ta có thể làm ở đây. Ví dụ chúng ta có thể tham khảo các hoạt động như sau. Ok, I could pick up
Pick up garbage and clean the street. Tôi có thể nhặt rác và quét dọn đường phố, đúng chưa nào? Conversation skill. Bây giờ xin mời các em chuyển đến phần conversation skill là kỹ năng liên quan đến kỹ năng giao tiếp hội thoại. Ở đây là phần introducing a topic, giới thiệu một topic. Vậy chúng ta hãy nghe xem là để giới thiệu một topic, chúng ta tức là một chủ đề, chúng ta sẽ nói thế nào nhé? Introducing a topic. Listen and repeat. Let's talk about what you did to help our community. Chúng ta hãy cùng nhắc lại. Let's talk about what you did to help our community. Hãy nói, let's talk about, là hãy nói, sau đó cộng các cái chủ đề đằng sau. Grammar. Listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp trọng tâm của lesson này. Phần A, listen and repeat. Chúng ta sẽ nghe các bạn hỏi và trả lời về những việc mình đã làm để giúp đỡ cộng đồng em nhé. What did you do to help our community? Last week, we cleaned up the park. Ở đây chúng ta thấy câu hỏi sử dụng trợ động từ did, động từ chính là do. Sau đó từ last week là tuần trước, cái từ clean ta thêm đuôi ed. Đây là thì quá khứ đơn với những động từ có quy tắc. Vậy thì chúng ta hãy đến phần lý thuyết nhé. Thì quá khứ đơn với động từ có quy tắc regular verbs. Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để nói về một hành động mà bắt đầu và kết thúc trong quá khứ. Chúng ta thường nói là khi nào nó đã xảy ra. Có các cái cụm từ chỉ thời gian như yesterday, ngày hôm qua. Last night, tối hôm trước, 3 days ago, cách đây 3 ngày. Chúng ta có thể đặt các cái dấu hiệu về thời gian ở cuối câu hoặc là đầu câu. Ví dụ, last month, we raised money to help the local charity. Tháng trước, chúng tôi đã gây quỹ để giúp đỡ cái tổ chức từ thiện của địa phương. Hoặc là, he donated some books last weekend. Anh ấy đã quyên góp một vài cuốn sách vào tuần trước. Vậy thì cái từ last month hay từ last weekend nó có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. Tiếp theo, chúng ta hình thành câu hỏi bằng cách thêm trợ động từ did và sử dụng động từ nguyên thể. Ví dụ, did you volunteer at a soup kitchen? Cậu đã làm tình nguyện ở một quầy ăn phải không? Yes, I did. Hoặc là no, I didn't. Yes hoặc no, sau đó cộng chủ ngữ, khẳng định đi trợ động từ did, phủ định trợ động từ didn't. Hoặc là câu hỏi có từ để hỏi, when did you volunteer at the soup kitchen? Vậy thì cậu đã làm tình nguyện ở cái quầy ăn khi nào? Lưu ý là trợ động từ vẫn đứng trước chủ ngữ và cộng động từ nguyên thể. Từ để hỏi thì đương nhiên là đứng đầu câu rồi. Chúng ta hình thành dạng phủ định với các từ didn't, trợ động từ didn't và verb nguyên thể. Ví dụ, we didn't donate books, we donated clothes. Chúng tôi đã không quyên góp sách, chúng tôi quyên góp quần áo. Vậy thì các cái quy tắc khi mà chúng ta thêm đuôi ed như sau. Chúng ta hình thành thì quá khứ đơn của các động từ thường bằng cách thêm đuôi ed vào động từ. Ví dụ, cái từ clean sẽ thêm đuôi ed đọc là cleaned. Volunteer, thêm đuôi ed, volunteered. Với những động từ kết thúc bằng chữ y rồi, chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed thôi. Ví dụ, like, liked, lived, lived. Với những động từ kết thúc bằng phụ âm cộng y dài, chúng ta chuyển y dài thành y ngắn và thêm đuôi ed. Ví dụ, try, chuyển thành tried. Fried, chuyển thành fried. Với những động từ một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm, sau đó là một nguyên âm và một phụ âm ở cuối, thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ed. Ví dụ cái từ plan, nó có phụ âm l, sau đó là nguyên âm a và phụ âm nữa là n, mà nó có một âm tiết, vậy mình sẽ phải thêm gấp đôi chữ n trước khi thêm đuôi ed. Plan stopped. Ok. Xin mời các em đến với phần B. Hãy điền vào các chỗ trống với dạng thức quá khứ đơn của những động từ. Number one, last Sunday, Andy and his friends volunteered at the soup kitchen. Chủ nhật vừa rồi, Andy và những người bạn của cậu ấy đã làm tình nguyện ở quầy đồ ăn. Tiếp theo number two, chúng ta chỉ nhìn dấu hiệu đây là last weekend, cuối tuần vừa rồi. Vậy thì cái từ clean chúng ta thêm nguyện.
We cleaned up the park near our school last weekend. Chúng tôi đã quét dọn công viên gần trường vào cuối tuần vừa rồi. Number 3, chúng ta thấy từ raise thì chúng ta có chữ E rồi thêm đuôi D. My parents raised money to have the local children's hospital 2 months ago. Bố mẹ của tôi đã gây quỹ để giúp các cái bệnh viện của trẻ em địa phương cách đây 2 tháng. Number 4, last Monday, lots of students donated books and clothes they didn't use anymore to poor children in their town. Ở đây cái từ donate là dạng khẳng định, chúng ta thêm đuôi đi bình thường, donated là quyên góp. Còn đây chúng ta thấy not used tức là không sử dụng, vậy đây là câu phủ định rồi. Vậy chúng ta phải mượn trợ động từ didn't, sau đó từ use chúng ta giữ nguyên thể. Number 5, trường của chúng tôi đã thu thập tất cả những cái món quyên góp và chuyển chúng cho những người nghèo. Vậy ở đây động từ này chúng ta thêm đuôi đi. Our school collected all of the donations and sent them to poor people. Number 6, họ đã trồng cây ở trên đường để khiến cho thành phố sạch hơn. Vậy đây chúng ta có thể cái từ plant thì chúng ta thêm đuôi ed. They planted trees in the streets to make their town cleaner. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần C. Look at the table and write the sentences. Hãy nhìn cái bảng và viết các câu. Ở đây chúng ta cùng phân tích bảng when là khi nào. Chúng ta có last month là tháng trước. Yesterday là ngày hôm qua. Last week là tuần vừa rồi. 2 weeks ago, cách đây 2 tuần. Last Sunday, chủ nhật vừa rồi. Và 3 days ago là cách đây 3 ngày. Who là ai thì chúng ta có thể là có Đức, Lan hoặc là Đức và Lan. What, các bạn đã làm cái gì? Thì đây đều là các cái động từ nguyên thể nhé. Clean up the park. Tích tức là có, đúng không? Có làm. Ví dụ với cái hoạt động là plant flowers. Tích ích tức là không làm, tức là câu phủ định. Donate clothes, quyên góp quần áo. Tích V tức là có làm, khẳng định. Clean up street, lau chùi, quét dọn đường phố. Hỏi chấm tức là câu dạng câu hỏi. Volunteer at a soup kitchen, tình nguyện ở một cái quầy ăn. Ích tức là không làm. Donate books, quyên góp. Donate book tức là quyên góp sách vở. Câu hỏi. Vậy đây câu số 1 chúng ta thấy là bạn tháng trước bạn Đức có lau chùi. Vậy cái từ clean chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed. Lưu ý là cái từ chỉ thời gian ở đây có thể đứng trước hoặc sau, đầu câu hoặc cuối câu nhé. Chúng ta viết như sau. Đức clean up the park last month. Tháng trước Đức đã lau chùi công viên hoặc đảo last month lên trước. Lưu ý khi đảo lên trước thì chúng ta phải có dấu phẩy sau từ month. Number 2, ngày hôm qua Lan không trồng hoa. Ta sẽ viết lại. Lan didn't plant flowers yesterday. Ngày hôm qua Lan không trồng hoa. Tiếp theo, tuần vừa rồi thì Đức và Lan đã quyên góp quần áo. Vậy mình sẽ chia câu khẳng định. Last week, Đức and Lan donated clothes. Tuần trước, Đức và Lan đã quyên góp quần áo. Câu số 4, cách đây 2 tuần, Lan có lau chùi quét dọn đường phố không? Vậy câu nghi vấn thì mình phải đảo trợ động từ did lên trước chủ ngữ và đọc từ nguyên thể. Rồi, did Lan clean up street 2 weeks ago? Number 5, chủ nhật vừa rồi Đức và Lan không làm tình nguyện ở một quầy ăn. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển câu phủ định. Đức and Lan didn't volunteer at a soup kitchen last Sunday. Chủ nhật vừa rồi thì Đức và Lan không tình nguyện ở một quầy ăn. Tiếp theo là cách đây 3 ngày, Đức đã quyên góp sách phải không? Vậy mình sẽ viết câu nghi vấn. Did Đức donate books 3 days ago? Em đã xong, bây giờ xin mời các em cùng đến với phần D in pairs. Ask and answer using the information in task C. Hỏi và trả lời các câu hỏi sử dụng các thông tin ở task C. Ví dụ mình sẽ hỏi, what did Đức do to help the community? Bạn Đức đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng? Did Lan volunteer at a soup kitchen last Sunday? Lan đã tình nguyện ở một cái cửa quầy ăn vào chủ nhật vừa rồi phải không? Ở đây chúng ta sẽ làm việc theo cặp các em nhé. Em có thể tham khảo cái gợi ý như sau.
Ví dụ, what did Đức do to help the community? Đức cleaned up the park, donated clothes to help community. Đức Lan volunteer at a soup kitchen last Sunday? No, she didn't. Đức đã làm gì giúp đỡ cộng đồng? Và mình trả lời, Đức đã lau quét dọn công viên này, quyên góp quần áo để giúp đỡ cộng đồng. Vậy thì Lan đã tình nguyện làm tình nguyện ở một cái quầy ăn chủ nhật vừa rồi phải không? Mình sẽ trả lời là no, she didn't, là không, không phải. Pronunciation. Xin mời các em đến với phần tiếp theo là phần kiến thức về phát âm stars. Ở đây chúng ta sẽ học cách phát âm đôi ed các em nhé. A, focus on different pronunciation the it ate của cái những cái động từ mà kết thúc bằng đôi ed. Thì đây để có thể giúp các em nắm chắc được kiến thức về lý thuyết cái này thì chúng ta hãy đến với phần bảng này nhé. Có ba cách phát âm đôi ed trong tiếng Anh như sau. Ví dụ đôi ed sẽ được phát âm là it khi động từ kết thúc bằng âm tờ hoặc đờ. Trường hợp số 2, đôi ed, ví dụ ở đây có thể đưa ra một ví dụ cho em, ví dụ cái từ need kết thúc bằng âm đờ, khi thêm đôi ed thì đôi ed này đọc là needed. Trường hợp số 2, đôi ed được phát âm đọc là tờ khi động từ có phát âm cuối là s, và tức là các phụ âm vô thanh. Vậy đây ví dụ có từ look. Look tận cùng là k. Khi thêm đuôi ed mình sẽ đọc là look at the. Ok, look at the. Tiếp theo trường hợp số 3, đuôi ed được phát âm đọc là d với các trường hợp còn lại. Tức là không thuộc trường hợp 1, trường hợp 2 thì thuộc trường hợp 3. Ví dụ cô có từ play, nó không thuộc trường hợp 1, trường hợp 2. Vậy thì đuôi này sẽ đọc là played. Vậy thì chúng ta cùng đến với phần nội dung chính bài học nhé. Phần B. Listen to the words and focus on the underlined letters. Cleaned. Helped. Collected. Volunteered. Liked. Planted. Kim đã nghe xong. Ở đây từ clean chúng ta sẽ phát âm là cleaned, trường hợp số 3. Từ help tận cùng là pump, chúng ta sẽ phát âm là helped. Tiếp theo từ collect tận cùng là âm t, chúng ta sẽ phát âm là collected. Tiếp theo từ volunteer, chúng ta sẽ phát âm là volunteered. Từ liked và planted. Được chưa? Vậy thì theo từng hàng dọc là có 3 cách phát âm đây các em. Chúng ta cùng chuyển đến phần C. Ở đây em hãy nghe và gạch đi gạch từ mà có phần phát âm khác so với các từ còn lại nhé. Listen and cross out the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1. Recycled. Raised. Stopped. 2. Donated. Organized. Completed. 3. Picked. Wanted. Washed. Ở đây chúng ta thấy trường hợp số 1 chúng ta sẽ khoanh từ stopped bởi nó phát âm đôi ed là t, trong khi hai từ kia là đ. Trường hợp số 2 chúng ta sẽ chọn từ organized phát âm là đ, trong khi hai cái trường hợp còn lại là it. Trường hợp số 3 phát âm là picked. Picketer này, washerter và trường hợp wanted, vậy chọn câu B. D. Read the sounds with the correct sound to a partner. Hãy đọc cái từ với âm đúng cho bạn của em nhé. Chúng ta cùng chuyển đến phần practice là phần thực hành. A. Ask and answer. Ở phần này chúng ta hãy hỏi và sau đó chúng ta trả lời. Lưu ý, to say when it happened, use last week, yesterday, 2 weeks ago. Để nói là khi nào mà điều gì đó đã xảy ra, chúng ta sử dụng các cụm từ tuần vừa rồi, ngày hôm qua, cách đây 2 tuần. Vậy chúng ta sẽ hỏi nhau, what did you do to help our community? Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng của chúng ta? Last week,
I volunteer at a soup kitchen. Tuần trước tớ đã tình nguyện ở một quầy ăn. Vậy đây chúng ta có thể có các cái động từ, ví dụ volunteer tình nguyện đúng không? At a soup kitchen, recycle ví dụ là bottles, paper, plant trees, plant flowers. Donate hiến tặng thì chúng ta có clothes, donate books, donate food. Tiếp theo clean up là lau chùi dọn dẹp, chúng ta có clean up the park, clean up streets or clean up beaches. Và phần B chúng ta hãy thực hành về ý tưởng của riêng mình. Ở đây em có thể tham khảo nhé. Rồi chúng ta tham khảo cái tình huống và chúng ta dựa vào các cái gợi ý này. What did you do to help our community? Yesterday, I recycled bottles and papers. What did you do to help our communities? Last week, I planted trees and flowers. Cậu đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng của chúng ta? Ngày hôm qua, tớ đã tài chế chai lọ và giấy. Cậu đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng? Tuần trước, tớ đã trồng cây và hoa. Còn đây là phần em có thể mở rộng về bản thân mình. Ví dụ, what did you do to help our community? Cậu đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng? Last week, I planted trees. Tuần trước, tôi đã trồng cây. Xin mời các em đến với phần cuối cùng trong nội dung bài học hôm nay. Đó là phần speaking, kỹ năng nói. Help the community, giúp đỡ cộng đồng. Lưu ý phần introduce a new topic, giới thiệu về một chủ đề mới nhé. Phần A, your school went out to help the community. Fill in the table with details about what you did. Then ask your partner about what they did and complete the table on the right. Swap roles and repeat. Trường của bạn sẽ làm gì đó để giúp đã làm gì đó để giúp đỡ cộng đồng, điền vào bảng với những chi tiết về điều bạn đã làm, sau đó hỏi bạn của bạn về điều họ đã làm và điền vào bảng ở phía bên phải, đổi vai và lặp lại. Thế đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ là đầu tiên ở cái phần màu đỏ chúng ta điền những thông tin chúng ta đã làm vào, ví dụ là yesterday ngày hôm qua làm gì, last week cuối tuần vừa rồi làm gì, 2 weeks ago cách đây 2 tuần làm gì, hoặc là last month cách đây 1 tháng làm gì. Lưu ý động từ của chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn nhé. Và sau đó chúng ta hỏi các cái bạn các cái câu, ví dụ là tuần trước cậu đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng, để bạn mình nói và mình điền thông tin vào đây. Và cuối cùng là mình hãy chia sẻ trước lớp. Ở đây em có thể tham khảo gợi ý. Ví dụ là mình có những cái hoạt động như sau. Ví dụ last week thì mình có hoạt động là donated clothes, quyên góp quần áo này, hoặc là planted trees, trồng cây. Tháng trước thì có recycled papers, tái chế giấy. Vậy thì một nhóm khác thì mình có thể hỏi họ các câu hỏi như sau. Sau đó mình điền vào bảng như trên nhé. Ví dụ, what did you do to help our community? Yesterday, we cleaned up the street. Tiếp theo, what did you do to help our community last week? Last week, we volunteered at a soup kitchen. Tuần trước thì chúng tôi đã tình nguyện ở một quầy ăn. What did you do to help our community 2 weeks ago? Cách đây 2 tuần thì cậu đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng? 2 weeks ago, we planted flowers. Cách đây 2 tuần chúng tôi đã trồng cây. What did you do to help our community? Cậu đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng? Last month, we taught poor children. Tháng vừa rồi chúng tôi đã dạy trẻ em nghèo. Sau đó chúng ta điền vào bảng này nhé. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong lesson 3.